Nhà hiện tại bây giờ thì Lý Hương đang đứng tại Green Spector Cà Phê Street, một cái không gian cà phê ở Green Spector nằm trên đường Bạch Đằng thuộc quận Tân Bình của Sài Gòn. Và bây giờ thì Lý Hương sẽ đi một vòng qua sân bay rồi xong rồi về những cái đường mà cũng là nói chung là mời cả nhà đi tham quan một số dạo một số những con đường ở Sài Gòn vào tầm giờ này là khoảng là 10 giờ rồi. Rồi xin mời cả nhà. Đây bên đường phía bên đây thì có những cái hàng quán ha, những cái siêu thị mini. Ok, xin mời. Cả nhà có nhìn ra không? Đây là cái bãi để rất là nhiều những cái hãng ô tô này, để xe rất nhiều những hãng ô tô này. Có cái mái che ha. Đấy. Thì nói chung là cái bãi này á, thì cũng mới nè, ở đây có rác được nhiều lắm. Nó còn chung là còn cái bãi đỗ xe nó chưa hình thành được cái bãi đỗ xe. Đấy còn phía trước được rất nhiều tòa nhà ha. City Plaza nè, Passion nè, tòa nhà Ibis Hotel nè. Đấy, nằm trên đây là cái ngã ngã ba ngay chỗ mà đường vô sân bay Tân Sơn Nhất của chúng ta là bên tay phải đó cả nhà. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ không đi vô sân bay mà chúng ta sẽ đi thẳng đường Trường Sơn. Đấy, đường Trường Sơn vào một buổi tối và có rất là nhiều những cái xe chạy song song. Bây giờ thì chúng ta có thể rẽ qua bên tay trái không nè? Bây giờ chúng ta sẽ rẽ bên phía bên trái. À, ok, rẽ qua thôi, đi cùng với người đi bộ. Ở đây có một cái beer club ha. Rồi ở đây thì có rất là nhiều tòa nhà của mấy ông lớn này, Vietinbank, Canon, City Group. Rồi còn phía bên tay phải thì có cái Highland Coffee ha. Trước Highland Coffee thì có rất là nhiều sen trồng trong chậu. Đứng tại đây thì cách đường Phạm Văn Đồng khoảng 1,4 km. Và bây giờ thì chúng ta đang đi trên đường Hoàng Minh Giám, đường Hồng Hà, không phải đường Hồng Hà chứ không phải đường Hoàng Minh Giám thì cả nhà. Đấy, đây là một cái tuyến đường mới để đi vô sân bay, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cả nhà nhìn thấy không, rất là nhiều những tòa nhà được mọc lên và tầm 2-3 tầng, 4-5 tầng có. Song song với đó là những căn nhà trệt. Thì đường Hồng Hà với cái đường Yên Thế nó song song với nhau. Và đứng tại khu vực này thì chúng ta chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng nửa km thôi. Và đường Hồng Hà này là đường một chiều có 3 làn xe ha cả nhà. Thì như đường một chiều 3 làn xe ở tại những cái con đường quen thuộc ở Sài Gòn thì nó không thấy là cái phần bên phía tay phải trong cùng hết đó là dành cho xe đạp, cái là xe 2 bánh, phía giữa là xe nhiều bánh và phía bên ngoài hết bên trái đó là xe ô tô 4 bánh. Ở phía bên tay phải ở của chúng ta là một cái khu office thì phải, hãng sửa, đúng rồi, mà không có để tên công ty chứ không biết là gì. Đây có cái công ty đấy, trường phi công bay Việt, à là một trường để dạy các phi công. Đây còn phía bên đây là phía bên công viên Gia Định nè. Thì đường Hồng Hà cũng như đường Yên Thế cũng như là đường Hoàng Minh Giám thì nó song song với lại
công viên Gia Định, công viên cây xanh đấy cả nhà. Và khi mà đi vào tầm buổi tối tối như thế này thì không có quá đông người, khá là vắng đấy. Và cộng với lại cái cảm giác ẩm khi mà đi trong cái khu vực nhiều cây xanh thì Lý Hương cảm giác giống như mà trải nghiệm cái cảm giác mà đi vào rừng cao su á, chạy vô rừng cao su á, cảm giác rất là lạnh lạnh. Khi mà không mặc cái áo khoác bên ngoài thì trời ơi, feeling lắm, nghe cảm giác ớn ớn rợn người á. Hôm nay thì không phải đi một mình, đi hai mình, đi cùng với một người chị thân thương của Lý Hương, đã là thay vào cái cảm giác ớn ớn, cảm giác rất là đã. Đấy, phía mặt cửa chúng ta đó là một cái nút thắt ha. Đấy, thì ngay tại thời điểm này, ngay tại cái điểm này thì cách công viên Gia Định là khoảng 2 km, cách chợ Gò Vấp 1 km và cách chợ Thủ Đức là 10 km đấy cả nhà. Ở bên đây thì có một cái trạm đổ xe buýt, còn phía bên song song bên kia đó là đường Hoàng Minh Giám đấy, đường Hoàng Minh Giám, đường Hồng Hà và đường Yên Thế, nó song song với nhau. Hôm nay thì cũng đi vòng vòng ngay cái khu vực cầu vượt ở chỗ đường vô sân bay thôi, nhưng mà Lý Hương đi lại cái con đường Yên Thế, con đường Hồng Hà song song với đường Hoàng Minh Giám cho cả nhà cùng xem. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quẹo ra một cái chỗ Bùng Minh, ngay chỗ đường Phạm Văn Đồng đấy, nhưng mà bây giờ thì công trình đang thi công và có treo những bảng chúng tôi thực sự xin lỗi vì sự bất tiện này, vì công trình đang thi công. Tên dự án là cầu vượt thép, tên của dự án là cầu vượt thép tại nút giao thông Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Kiệm. Đây, phía bên tay phải là đường Phạm Văn Đồng. Rồi tiếp ngay cái đường mà cái xe buýt mà 2 tầng đó là đường Nguyễn Thái Sơn mấy cả nhà. Còn phía bên đây ngay cái khúc mà Lý Hương sẽ quẹo qua là đường Nguyễn Kiệm. Đấy, còn kế bên đó là đường Hoàng Minh Giám. Rồi kế bên song song đó Hoàng Minh Giám là hồi nãy cái tuyến đường chúng ta vừa đi qua, đó là đường Hồng Hà. Đấy, còn cầu vượt này tên là cầu vượt thép chỗ nút thắt Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Kiệm. Đấy, hay là mọi người có thể nói là cầu vượt thép ngay chỗ đường mới vô sân bay thì cũng là nó đó cả nhà. Do là chúng ta có được cái cầu vượt nên bây giờ đường Nguyễn Kiệm của chúng ta thành đường 2 chiều. Đường một chiều bên đây thì có một làn xe thôi, xe ô tô chạy được và xe máy cùng lưu thông trên một cái làn đường. Còn phía bên kia chúng ta có được 3 làn xe. Đấy, còn phía bên trái của cả nhà đó là một cái khu khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới cũng rất là nổi tiếng nằm ở Gò Vấp. Đó là khu Adora với các thiết kế rất là sang trọng. Khi mà đi vô cái khu vực này thì nếu như mà Lý Hương thấy á, mà đi dự tiệc á, mà chúng ta không diện đồ á, chúng ta mặc đồ rất là bình thường đi vô đây cũng hơi cảm giác chán ngợp, với lại trước cái không gian khá là đẹp của khu Adora ở Nguyễn Kiệm đó cả nhà. Tầm giờ này là cũng hơn 10 giờ tối rồi, nhưng mà cả nhà thấy không, ở Sài Gòn mà bình luận thừa quá. Xe rất là đông. Đấy, bây giờ thì mọi người ở phía trước cũng có khá là nhiều những anh rapper chạy xe xuyên đêm luôn đấy. Đúng là người dân Việt Nam chúng ta rất là cực cù. Cứ mấy anh rapper cứ rảnh thời gian nào là chạy thời gian đấy, chạy xuyên đêm luôn. Lúc nào ra đường cũng thấy màu áo xanh của rapper. Và đặc biệt á, khi mà đi cái tuyến này Lý Hương thấy là có rất là nhiều những cái xe xe lớn á, xe nhiều bánh á, chạy ghê lắm cả nhà, chạy veo 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 veo. Và cái làn ba đường, cái đường mà ba làn nó lộn thành cái làn ba đường, cái đường mà ba làn xe đấy thì cái làn ở giữa lại dành cho xe nhiều bánh, lại gần sát với lại cái làn của xe máy. Ôi, nên là khi mà mình chạy kế bên đó mình thấy mấy cái bánh quay quay thấy sợ thiệt ấy. Và thật sự Lý Hương cũng
Không biết là lý do tại sao mà chúng ta lại phân làn đường theo số bánh xe, mà chúng ta không phải là phân làn đường theo vận tốc theo như một số những nước phát triển mà Lý Hương được biết trong cái quy hoạch về đường. Thì làn đường đó quy định theo vận tốc mình chạy xe. Nếu ai cảm thấy mình chạy tốt thì đã quen đường rồi thì chúng ta có thể chạy với vận tốc lớn hơn, thì cái làn ngoài cùng hết. Còn khi mà chúng ta mới tập xe, chúng ta mới chạy, chúng ta chạy vận tốc nhỏ, chúng ta sẽ chạy ở trong đó. Thì theo như một số những người bạn của Lớ Hôn khi mà sống định cư ở những nước phát triển, họ có chia sẻ như vậy. Còn bên mình thì lại chia theo số bánh xe. Đấy, cái làn trong cùng là xe đạp và xe gắn máy, hai bánh xe. Cái làn kế bên lại là xe nhiều bánh. Đấy, còn cái làn trong cùng hết thì là cái xe bốn bánh. Vì thế khi mà mình đi xe đạp, cả nhà mà cứ tưởng tượng mình đi xe đạp á, mình đạp lên cái làn này á, mẹ thấy mấy cái xe lớn, nhất là mấy cái xe mà gọi là trộn bê tông cốt thép mà nó chạy, trời ơi sợ lắm luôn á, thật sự luôn. Rồi loáng một chút là chúng ta đã đến tới ngay cái cầu vượt, ngay chỗ nút thắt của đường Quang Trung và đường Nguyễn Kiệm. Bây giờ thì chúng ta sẽ quẹo qua đường Quang Trung. À, phía trước mặt thì có một số những anh cảnh sát giao thông. Rồi, để kêu coi kiểm tra lại coi. Đèn đã bật, tất cả đã sẵn sàng và cơ động nữa. Wow, chắc là đảm bảo an ninh gì đây. Đây là đường Quang Trung, Gò Vấp, vào một buổi tối khá là đông. Và tuyến đường Quang Trung này thì cũng có rất là nhiều những thương hiệu nổi tiếng về thời trang, ăn uống, shop, ngân hàng, vân vân, rất là nhiều những ông lớn có được những cái cửa hàng, cái văn phòng tại đây ha. Thế giới di động. Bên đây là có áo cưới, tiệm đồ Hami, rồi vân vân, rất nhiều fashion nem, rồi các ngân hàng quốc dân, điện máy đấy. Cây thì cũng không quá to ha cả nhà, bên đây thì cũng to to, bên kia ốm nhách. Wow, không biết là cả nhà có thấy cái chiếc máy bay không? Chiếc máy bay đó của hãng Vietjet đấy. Vietjet là một hãng máy bay tư nhân. Và theo Lý Hương tìm hiểu thì như là CEO là một người phụ nữ. Và đặc biệt Vietjet là có cái bộ bikini, là cái bộ đồ của các hướng dẫn viên, của các tiếp viên hàng không. Cực thích, cực khác biệt. Trong khi là các hãng hàng không khác thì cho tiếp viên hàng không họ mặc áo dài, thì bên hãng Vietjet thì cho cái bộ đồ để chụp hình, rồi cho Phương Trinh làm người mẫu. Ngọc Trinh chứ, lấy không lộn. Lại lộn rồi, suốt ngày cứ lộn. Đúng thiệt cả nhà, khi mà đi làm vlog khi mà chạy ra ngoài đường á, sẵn tiện, cái này lấy hơn sẵn tiện thôi, ngắm đường phố rồi cộng thêm bình luận thì nó ngẫu hứng lắm. Nên là đó giống như là một cái nhật ký về vlog chia sẻ cho cả nhà thôi. Nên nếu như những bình luận, những câu từ có sự vụng về và có một cái gì đó nó không có khách quan lắm, nó chỉ là chủ quan của Lý Hương, thì mong cả nhà hiểu được là vlog là nhật ký video thôi, nên là sẵn sàng bỏ qua cho những gì còn thiếu sót cả nhà nhé. Còn bây giờ thì xin mời cả nhà hãy cùng nhìn ngắm thêm về đường phố đường Quang Trung ở khu vực Gò Vấp. Ở khu vực này thì cũng có khá nhiều những cái cửa hàng shop thời trang và đang xả hàng, đang giảm giá, đang có rất là nhiều chiến lược promotion để kích cầu tiêu dùng.
Dịp này thì là dịp cũng gần cuối năm rồi ha cả nhà. Phía bên có một cái cửa hàng gọi là Lọ Lem thì Lý Hương thấy là có rất là nhiều những cái mẫu mã thật sự rất là lọ lem. Với thiết kế bên ngoài cũng khá là đẹp. Còn khu vực này thì có những cái món ăn ha. Như phía bên tay phải chúng ta là có cháo Singapore. Còn ngay khu vực này cả nhà thấy không? Xả hết hàng 49k. Ui dồi ôi, 49k. 50.000 thôi. Vô gom tha hồ luôn đấy. Đây, còn phía bên đây cũng là cái nguyên một cái dọc ha, phố bán hàng, cửa hàng về quần áo. Nên á, từ cái khúc mà ở ngoài đầu đường thì có rất là nhiều ngân hàng, đến khúc giữa ngày tầm ngày hôm nay là có rất là nhiều cửa hàng về thời trang. Đâu đó buổi tối thì chúng ta thấy được những cái anh chàng vẫn bận phận làm gì nhỉ, chở hàng siêng năng cưng cô. Ê, còn những chú bảo vệ thì ngồi và ngắm đường. Rồi đến lúc này thì có rất là nhiều bánh bao, bánh mì ha cả nhà. Ơi, bây giờ thì là một cái con đường rất quen thuộc, là đường Thống Nhất, để đi vô khu vực nhà của Lý Hương. Rồi tiếp tục quay cho cả nhà xem ha. Tầm giờ này là hơn 10 giờ rồi, để xem coi có những cái điều gì lạ khi mà đi qua cái tuyến đường này không. Hầu như là ngày hôm nay là một ngày mà cũng giống như bao ngày, các tuyến đường cũng có các tuyến đường, các hàng quán bên cái tuyến đường Gò Vấp thì cũng có rất là nhiều người đang bày bán. Ở đó thì có những người quát rác đường. Tầm giờ này là giờ quát rác. Đây, hàng quán vẫn mở ra 10 giờ tối. Ở phía bên tay phải thì cũng có rất nhiều ông chú, ông anh nè, ngồi cà phê đàm đạo, tán gẫu. Đường cũng khá là đông. Đấy. Và rất là nhiều những hàng quán ở cái dọc cái đường này thì có rất là nhiều những món ăn cả nhà. Đấy, đi đi lúc này nó Hương ăn nghỉ một tháng mà mình ăn á, ngày nào mình cũng ăn, một tháng mình ăn mình sẽ, thì vẫn là không bị trùng món đâu, rất là nhiều. Đấy, còn bên đây là có cái vụt áo cam, sắc cam của tiệm hải sản nướng lẩu. Đây, rồi tiếp đến là một cái khách sạn, ông quên, lại quên rồi, một cái karaoke. Karaoke thì đầy đủ tất cả các màu, đầy quá, đèn vàng, à đèn xanh. Lại lộn, ngày hôm nay Lý Hương bị cái gì đó ta, cứ lộn hoài à. Có lẽ là buổi tối bây giờ là sau một ngày mà làm việc khá là vất vả, khá là mệt, đi đón một người bạn ở sân bay, sau đó lại ăn một ít bánh canh ghẹ, rồi lại đi về. Đó. Và không quên chia sẻ những cái video về đường phố, và cộng đó là comment, à quên, lại lộn. Cộng thêm đó là những cái bình luận. Ê, ở đây có một cái xe, này chắc là tháo gỡ một cái hàng quán nào đấy. Ở phía bên trái cũng có những cái hàng nướng ha. Khu phố khá là nhộn nhịp. Nhiều khi mà làm về vlog với cả nhà, ngày nào mà cũng đi ra đường như thế này á, không làm thì nhớ, và làm riết thì cảm thấy là mình có hơi bị một cái gì đó hơi cũ đó. Và mình cảm thấy là mình không hài lòng lắm đối với những cái vlog quá đời thường như vậy. Nhưng mà được sự khích lệ của rất là nhiều những khán giả thân thương trên kênh. Đại loại là Lý Hương muốn nói gì nói, miễn sao quay được đường, đường phố Sài Gòn về đêm như thế nào cho mọi người nhìn ngắm, thế là được rồi. Nên là có những cái bình luận nó vụng thì không sao, cứ làm. Và Lý Hương cảm thấy vui vì điều đấy. Nhưng mà cũng thấy là mình phải có những cái bình luận là nó hay chút.
Đấy. Nên là tôi cứ làm ha cả nhà, và cứ cố gắng và phát huy thêm. Khúc này là những cái người bán hát, uống rượu một nhóm rồi hát ca với nhau, xong tối về ngủ sáng mai để đi làm tiếp. Đấy là một số những cái cách thức để con người ta có thể relax sau một cái ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng mà đối với Lê Hương thì Lê Hương không thích khi mà chúng ta relax theo cái kiểu này quá nhiều, vì ta mình cảm thấy thì văn hóa về nhậu nhạc vào những cái buổi tối của Việt Nam của mình đang trở nên phổ biến hơn, bằng cách là khi mình đi dạo phố mình thấy những cái quán nướng nè, những cái hàng về lẩu nè xuất hiện rất là nhiều, ngày càng nhiều và càng trở nên phổ biến. Và thật sự khi mà mình đi ăn, đi uống những cái món ăn đó thì phải thật sự công nhận là nó có một sức hút cực kỳ, một cái sự cám dỗ cực kỳ đối với con người. Đấy. Nên nhưng mà làm sao để chúng ta có thể cân bằng giữa việc là chúng ta nhậu ăn những đồ nướng, cũng như là chúng ta việc mà chúng ta ăn uống những cái thức ăn nào mà nó tốt hơn cho hệ tiêu hóa cũng như là trí não của chúng ta. Đấy. Còn bây giờ thì đứa con cảm thấy là lẩu, các quán nướng thì ngày càng mọc lên rất là nhiều. Đấy. Và sau một ngày làm việc mệt mỏi thì mọi người thường là tìm kiếm một cái sự giải trí nhẹ nhẹ cùng với bạn bè của mình, thì đi ăn, đi uống và đi nói chuyện trên trời dưới đất, cười đùa nhau là một trong những cái hình thức và giải trí cực kỳ, lấy lại năng lượng để ngày mai đi làm tốt. Nó hơi lan man rồi đấy. Rồi, hôm nay thì chia sẻ cả nhà đến đây. Và nếu như mà cả nhà thích những cái video về đường phố của Lê Hương theo kiểu như này thì có thể để lại comment ở phía dưới video nhé. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video. Hãy nhấn like nếu thích video và subscribe kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh Lý Hương nhé. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.